Thưa quý vị khán giả, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một mục mà chúng tôi cũng đã nói từ đầu chương trình, đó là làm thế nào để có sức khỏe tốt. Ngoài chuyện tập thể thao, đương nhiên đó chính là dinh dưỡng, đúng không ạ? Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ đầu bếp quen thuộc của Cà Phê Sáng, anh Hùng Gazit. Xin chào anh. Xin chào hai bạn. Xin chào khán giả Cà Phê Sáng. Ngày hôm nay tôi mang đến trường quay một cái món nó vừa quen nhưng mà lại rất là lạ. Đây là cái sợi váng đậu. Chắc hẳn là các bạn đã từng ăn rất nhiều váng đậu, đúng không? Đương nhiên là có váng đậu rồi. Thì xào, nấu, chiên hoặc là ăn snack kiểu ăn chơi chơi thôi, đều được, đúng không ạ? Đấy, chúng ta sẽ mua những cái váng đậu mà nó được làm sẵn rồi. Và nó rất là tươi. Cái này tươi nhá, chúng ta có thể cắt ra thành sợi như thế này, rồi thì làm thành mì. Với cái món ăn này thì tôi sẽ kết hợp với cả cá nục hoa. Cá nục hoa rất là nhiều chất dinh dưỡng, omega 3. Như Đức Bảo có nói là cái quan trọng nhất của sức khỏe là gì? Là chúng ta phải tập thể thao hàng ngày này, cũng như là ăn uống lành mạnh. Tôi thì cũng thế thôi, tôi áp dụng đúng cái chiêu thức đấy và tôi có một sức khỏe rất là tốt. Và món ăn này tên là gì anh? Món mì váng đậu kết hợp với cá nục hoa. Ngoài ra những thành phần đó thì chúng ta có thêm măng tây này, rồi thì tỏi, một chút xíu bơ để tạo ra hương vị ngon hơn. Chúng ta bắt đầu luôn nhá. Vâng, xin mời anh. Ở đây tôi sẽ cắt cái măng tây trước này. Món này luôn luôn là một loại rau mà dùng với cả thực phẩm châu Âu nhiều. Đúng rồi. Đúng không? Nhưng mà châu Á chúng ta cũng bắt đầu sử dụng rồi nhá. Và nó rất là nhiều các cái vitamin tốt cho sức khỏe. Ăn này rất ngon và đây cũng là loại khá là đắt tiền đấy. Trong các loại rau, đúng không? Cũng ok, cũng vừa. Việt Nam có thể trồng được rồi. Và chúng ta có thể là ăn cái món này hàng ngày được. Nó rất là giòn. Cái này nó là một cái sự gặp gỡ Đông Tây đây. Bởi vì là cá nục hoa này không phải là cái loại cá nước biển phổ biến là cái con cá nục bình thường mà mình vẫn hay ra chợ mua. Mà nó là một cái loại khác đây. Em nhìn cái thấu em thấy khác. Nhưng mà váng đậu thì đúng là của Việt Nam. Chính xác. Măng tây thì Việt Nam cũng trồng được rồi. Rau mùi này của Việt Nam này trông là đã thấy cái hương vị Việt Nam ở đây rồi. Chúng ta sẽ cho măng tây vào xào cùng với tỏi nhá. Xào thơm rất là thơm. Đó, hôm nay mùng 7 tháng 4 sức khỏe thì lại nên gặp anh Mạnh Hùng. Thì dạo này anh ấy là người đang rất là chăm chỉ tập luyện. Nếu mà ai có Facebook của anh Mạnh Hùng thì thấy là tuy làm đầu bếp nhá, phải ăn uống, phải nấu nướng nhiều nhưng mà lại là một người có cái cơ thể rất là khỏe mạnh. Với phần cá này thì chúng ta sẽ rắc một chút xíu muối lên thôi để áp chảo và tạo ra cái hương thơm cho cái phần cá ở phía bên ngoài. Anh ơi, cá nục hoa này anh mua ở đâu? Cá nục hoa các bạn có thể mua ở chợ hoặc là mua siêu thị. Tôi thì hay mua ở siêu thị hơn bởi vì nó đã được lọc sẵn rồi. Mình mang về mình chỉ việc nấu thôi, dạ đông hoặc là chúng ta mang về là chỉ việc chế biến luôn thôi, không cần phải mất thời gian cho việc mà lọc. Nhất là những bạn mà không có cái kỹ thuật nấu ăn tốt thì chúng ta mua sẵn được mà. Rất là tiện. Và bây giờ anh sẽ áp chảo ạ. Đúng rồi, tôi sẽ cho cái con cá này xuống cái mặt chảo này. Anh ơi, và tại sao lại là cá nục hoa mà không phải là loại cá khác? Các bạn có thể sử dụng cá ngừ hoặc cá hồi đều được nhá. Nhưng mà hôm nay tôi muốn sử dụng cá nục hoa vì nhiều người sẽ chọn cá hồi. Cũng là một cái khá là phổ biến. Đúng khi rồi. Mà ăn những cái chế độ tốt cho sức khỏe. Cá hồi rất là nhiều cái chất béo tốt này, cá nục hoa cũng vậy, tương tự như vậy. Nó nhưng mà em có cảm giác là cái cá này tại vì nó là cá thịt trắng ấy, cho nên nó sẽ đỡ tanh hơn. Cảm giác vị nó không tanh đâu nhá, nó không tanh đâu. Đúng rồi. Cái mì này mình sẽ thả vào nước để trần phía bên cạnh này nhá. Chúng ta có thể thấy là với việc ăn váng đậu là làm thành mì thì gần như là món này có rất ít lượng tinh bột. Nó có một chút xíu thôi, nó không quá nhiều, nó không quá nhiều và nó giúp cho cái phần món ăn của chúng ta nó đại loại là cơ thể chúng ta sẽ không bị quá nhiều chất béo ấy. Đúng vậy. Thay vì thế thì lại có nhiều protein thực vật này, protein từ cá này, đúng là món ăn này là đúng dành cho những người ăn người ta gọi là chế độ eat clean. Đúng rồi. Và tôi thấy cũng không quá phức tạp để mà làm món này đâu. Nào, bây giờ chúng ta sẽ đốt cái mặt trên của con cá này nhá. Cái đồ chơi này hay quá. Đấy. Cá này rất là nhanh chín, chúng ta sẽ chỉ đốt có chút xíu thôi là được rồi. Bởi vì bên dưới nó cũng rất là nhanh chín nhá. Hay nhất là cái cảm giác nhìn thấy con cá nó phồng lên, nó chín. Mặt trên nó cực kỳ giòn, phần da này rất là giòn luôn. Ở dưới đáy thì chúng ta chỉ áp chảo nó khoảng 1-2 phút thôi. Còn phần trên thì kho này là rất là nhanh. Cái thời gian thao tác chúng ta không cần phải quá nhiều khi đứng bếp mà đã có ngay một món ăn rồi. Thực ra là cá nục hoa chúng ta có thể ăn sống được mà. Có thể ăn sống, ăn kiểu sashimi được. Thế cho nên là không nên nấu chín quá. Nấu chín quá nó sẽ rất là phí. Cảm giác là nó sẽ vẫn giữ được cái vị mềm ở trong thịt cá. Cực kỳ thơm luôn. Nào, phía bên cạnh này tôi sẽ cho một chút xíu sốt ớt vào nhá. Sốt ớt này được làm từ gì ạ anh? Sốt ớt thì làm từ hành khô này, ớt này, một chút hạt mè này.
Rồi thêm cái phần nước trần mì vào nhá, để cho nó lên mùi thơm cũng như là có phần nước quyện lại với cả sợi mì. Đó, nó cũng là cách để làm cho măng tây nó chín tới. Vâng, đúng rồi. Xào măng tây hoặc là những cái loại rau củ mà nó không tiết nước thì rất là quan trọng là phải cho một ít nước vào. Một thành phần khác nữa là tôi sẽ sử dụng cái dầu mè. Đó. Ở đây cái dầu mè này các bạn có thể mua dầu mè có sẵn ở siêu thị. Ví dụ như là cái loại để trộn với cả salad chẳng hạn. Đó, chúng ta, đúng rồi, nhưng mà lại cho vào đây. Đúng rồi, chúng ta sẽ cho một chút xíu vào đây để tạo cái hương vị cũng như là cái độ sánh cho cái phần nước sốt này. Đó. Và thường thì những thứ có liên quan đến mè thường hay là những cái món chay. Ngon tuyệt vời luôn, ngon tuyệt vời. Tôi đảm bảo là các bạn sẽ rất thích món này. Ôi, khiến mình thèm quá. Tôi sẽ cho một chút xíu bơ vào đây. Đừng lo chuyện bơ nó có chất béo nhá, nhưng béo nó ở một cái mức độ có thể kiểm soát được. Và nó rất là thơm, các bạn thấy không? Độ sánh rất là cao rồi. Và cái cách mà anh ý cho bơ ở những giây cuối cùng trước khi bắt cái món này ra, chứ không phải là cho bơ vào từ đầu, thì sẽ cũng rất là healthy, rất Cũng không cần đun cho cả miếng bơ nó tan chảy hết ra. Đúng rồi. Chúng ta sẽ cho ra luôn. Tôi sẽ cho ra đĩa này. Cho ra đĩa ăn nhá. Bắt đầu ngửi thấy mùi thơm của dầu mè rồi đấy ạ. Tôi ngửi từ nãy giờ đấy. Nào, chúng ta hãy trình bày một chút ở phía dưới đáy của cái phần này. Một phần rất quan trọng là và mì sau khi đã trần rồi, chúng ta không nên để lâu quá nhé. Không nó dính với nhau. Đúng rồi. Trần rất là nhanh đấy, đúng không? Đúng rồi. Cũng sau đó là trình bày luôn. Đặt lên trên nhá. Rất là lạ ở món này là chúng ta ăn toàn là đậu hũ. Đó, chứ không phải là mì. Cái lượng tinh bột này, chất béo này cũng như là protein là vừa đủ cho một người ăn. Vâng. Rất là an toàn. Rồi. Cá xong rồi tôi sẽ nhấc ra. Một người ăn hai miếng cá này thì tôi nghĩ là cũng khá là nhiều đấy chứ, đúng không? Với tôi nhá, cái lượng protein tôi sẽ chia ra ví dụ như là cái thành phần fat này, phần chất béo nó khoảng 20%, phần tinh bột là 30% và phần protein là 50%, nghĩa là cái tổng lượng macro trên cái thang đo dinh dưỡng của mình ấy nó phải đảm bảo như vậy để đảm bảo cho mình có một cái lượng calo đủ để hoạt động trong ngày hoặc là tập luyện thể thao. Rồi cá sau khi mà nướng xong rồi này chúng ta sẽ cắt ra. Trông thế thực ra là không nhiều đâu anh Bảo ạ. Và nếu như mà tính theo một cái định lượng mà rất là đơn giản. Đây là bao nhiêu gram cá đấy? Cá này một miếng này khoảng 70g. Nó rất là nhẹ mà. Không nhiều. Vâng. Đây, phần cá rất là đẹp nhá. Vâng. Nó cực kỳ mọng nước, không bị chín quá. Đúng rồi. Chúng ta sẽ xếp vào đây. Cá này mà làm ăn bị khô thì cũng không ngon nữa. Vâng. Đúng rồi, chính xác. Nó phải giòn ở phía bên ngoài và bên trong thì mềm. Vâng. Tôi sẽ rắc chút xíu rau mùi lên nhá. Bình thường ấy tính theo định lượng mà để cho đảm bảo thì phải nên nhớ là theo một cái cách tính nào đấy mình có thể lấy một cái nắm tay mình ra để đo. Đúng rồi, cách đấy cũng đúng. Vâng, cái lượng tinh bột và cái lượng đạm và cái lượng rau mình ăn ấy là nó phải tương đương như nhau bằng một nắm tay. Nhưng nắm tay tôi to, nắm tay Thứ Linh thì cũng được. Thì bởi vì là nó vừa với người của tôi đúng không? Người Nhật có một cách ăn rất là hay là khi các bạn ăn vừa đủ cảm thấy chạm ngưỡng no ở trong dạ dày của mình thì nên dừng. Nên dừng lại luôn. Vâng. Như thế sẽ rất là tốt. Đó, một suất ăn rất là vừa đẹp. Mì váng đậu và cá nục hoa. Vâng. Đó. Em muốn thử. Rồi, xin mời Phí Linh. Đặc biệt là trộn em cả sốt lên. Vâng, đặc biệt là em muốn thử cái vị của cái váng đậu này khi mà ăn cùng với cả sốt mè và ớt này nó sẽ như thế nào. Vì thực ra chưa bao giờ mình ăn mì theo kiểu này, mình vẫn nghĩ đây phải là spaghetti hoặc là một cái gì đấy. Được. Rất là nhẹ và rất là thanh đạm. Thế còn cá thì sao? Hôm nay anh bảo ăn ngó. Đúng rồi. Ôi miếng cá cực kỳ mềm nhá. Vâng còn bốc hơi kìa. Yeah. Thơm. Rất dễ ăn. Hợp lý không? Nó rất là cái vị của nó khá là giống cá nục Việt Nam nhưng mà mềm hơn và mọng nước hơn, chút xì hơn. Ngon lắm anh ạ. Vâng. Tôi nghĩ rằng đây sẽ là món ăn mà trong ngày sức khỏe nói riêng và thời gian mọi người nói chung nếu có chúng ta hãy dành khoảng 15 phút. Từ nãy giờ tôi thấy là với như anh thì anh làm mất khoảng 5-7 phút. Thì với một người bình thường có thể làm lâu hơn thì chúng ta đã có một cái bữa ăn rất là healthy, ít clean. Vâng.